Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Để đáp lại lời van nài thẩm thiết của dân Israel đang đau khổ, Thiên Chúa đã hạ sinh từ trong cung lòng người trinh nữ, một người trinh nữ tuyệt vời và hiển vinh, dịu dàng chấp nhận con đường Chúa chọn cho mình, không đáng đo, không suy tính. Ngài hạ sinh giữa một đêm đông giá lạnh, Ngài đặt vào trong tâm hồn chúng ta niềm hy vọng, một niềm hy vọng chào đời bằng tiếng khóc thánh hóa cả đêm đông, để đất và trời cùng hòa nhịp ngợi ca đêm thánh vô cùng. Vâng, đêm thánh vô cùng, đó là lời, đó là tựa đề bài hát do ca đoàn Thánh Tông trình diễn. Thank you.
chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của Người. Vua Chúa hướng về ánh bình minh của Người mà tiến bước. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơ-va kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Một tia sáng xuất hiện từ phương đông, một ngôi sao dẫn đường cho chúng ta, những con người còn đang lần mò trong bóng tối. Hỡi tất cả những tâm hồn còn hoang mang e ngại, xin hãy cùng chúng tôi, ta mau mau bước đến triều bái hài nhi con Chúa Trời. Tiếp tục chương trình là tiết mục hợp ca dân hài nhi, nhạc và lời hương vĩnh, phối khí nhạc sĩ Trần Trúc, trình diễn do ca đoàn Gloria và Bạc Hữu.
Con cảm ơn cha lành, Maria và đoàn hữu. Mừng vui lên, hãy đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Vì khi hầu phước Chúa Thánh Thần ngự đến, chẳng còn gì ngăn được bước chân con. Con vững bước trong tình yêu vây phủ, cảm nhận thiên đường từng khoảnh khắc không gian. Tiết mục chương trình chúng ta sẽ được thưởng thức giọng ca ngọt ngào của Sir Terence Hopwood qua nhạc phẩm Breath of Heaven. Must I walk this
lên cả nước của sư đã làm cho cô bé người trở nên ấm cúng. Anh em đừng sợ. Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Các bạn ơi, hãy cùng các thiên thần nhỏ bé ta hát lên những giai điệu đẹp nhất để mừng Thiên Chúa giáng trần. Hãy hát với tất cả tâm hồn và sự mừng rỡ hân hoan. Tiếp theo chương trình hợp ca mừng Chúa Giáng sinh sẽ do ca đoàn thiếu nhi trình diễn.
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: nào chúng ta sang bên lan để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Này đây đấng cứu thế đang ngủ yên trong tình yêu của mẹ. Liệu ngài có biết rằng bao con người đang ngắm nhìn ngài trong giây phút này? Tốt ca nhìn xem trẻ bé được trình diễn bởi những ca viên của ca đoàn Gloria. Thank you.
miền Galilê lên thành vua David, tức là Bethlehem miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt thai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bỏ con, rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Chúa chọn sinh ra nơi máng cỏ vì Ngài muốn dạy chúng con rằng Ngài là Thiên Chúa của những người bé mọn nhất trong những người bé mọn. Xin hãy dạy cho con biết yêu thương và tôn trọng tất cả mọi người chung quanh mình như Chúa đã yêu thương và tôn trọng con trong suốt cuộc hành trình con đi tìm Chúa. Những tâm tình đó sẽ được truyền tải bởi Linh Mục Nguyễn Thành Tài qua ca khúc Born of Mary.